Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá, kênh cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày. Và sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Làm việc này, người Thái giáp tâm cản bước Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Văn Toàn thừa nhận điểm yếu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn sẽ đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp. Truyền thông Trung Quốc chạnh lòng khi nhắc đến thủ môn tuyển Việt Nam, buông lời chê các thủ môn Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Làm việc này, người Thái giáp tâm cản bước Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới đây rất cương quyết trong kế hoạch là đưa Thái League trở lại vào cuối năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong phát biểu mới đây, ông Parit Supaphong, quyền tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, cho biết là Thái League sẽ được trở lại vào ngày 12 tháng 9 tới theo đúng kế hoạch. Giải đấu sẽ kéo dài đến hết năm 2020 và kéo sang năm 2021. Theo ông Parit Supaphong thì việc đưa Thái League trở lại là vô cùng quan trọng bởi các câu lạc bộ Thái Lan đều đang gặp khó khăn về mặt tài chính và có nguy cơ mất đi khoản thu lớn từ tiền bản quyền truyền hình. Và khi các câu lạc bộ khốn khó thì cuộc sống của nhiều cầu thủ cũng bị đe dọa. Thái League dự kiến sẽ tạm nghỉ trong thời gian diễn ra lịch thi đấu FIFA vào đầu tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, giải đấu này sẽ không nể nang gì AFF Cup. Các câu lạc bộ Thái League cũng sẽ hoàn toàn có quyền giữ chân các cầu thủ mình bởi giải đấu này vốn không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Và nếu như vậy thì câu lạc bộ Mương Thông United sẽ không cho thủ môn Đặng Văn Lâm về tập trung đội tuyển Việt Nam tại các trận đấu thuộc AFF Cup 2020. Anh chỉ có thể góp mặt ở vòng loại World Cup 2022. Bản thân đội tuyển Thái Lan cũng chịu ảnh hưởng từ Thái League. Ông Parit Supaphong cho rằng Thái Lan phải dần làm quen với việc ra sân mà thiếu đi các trụ cột do tính đặc thù của AFF Cup. Còn nhớ là tại AFF Cup 2018 thì Voi Chiến cũng đã vắng 4 ngôi sao vì bận thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài. Ngoài hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thì nhiều đội tuyển khác trong khu vực cũng chịu tổn thất lực lượng do có ngôi sao chơi bóng ở Thái League như Philippines, Singapore, Myanmar hay Malaysia. Truyền thông Trung Quốc chạnh lòng khi nhắc đến Văn Lâm, buông lời chê thủ môn Đông Nam Á. Tờ Sohu của Trung Quốc đã không đồng tình với việc là có quá nhiều cái tên từ Đông Nam Á xuất hiện trong cuộc bình chọn thủ môn xuất sắc nhất châu Á, trong khi Trung Quốc thì lại chẳng có ai. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây chưa lâu thì Fox Sports Asia đã tổ chức cuộc bình chọn thủ môn xuất sắc nhất châu Á với 9 lựa chọn gồm các thủ môn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Oman và một số nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc không có thủ môn Trung Quốc nào được lọt vào danh sách bình chọn đã khiến cho truyền thông nước này tỏ ra không đồng tình. Cụ thể, tờ Sohu viết: trong số những người được Fox Sports bình chọn thì có 4 thủ môn đã giải nghệ, bao gồm Ali, Lee Won-jae, Kawaguchi, Lionel Lewis. Còn lại là 5 người vẫn đang thi đấu, bao gồm Đặng Văn Lâm của Việt Nam, Neil Etheridge của Philippines, Kawin của Thái Lan, Khairun của Malaysia và Ani Roja của Iran. Thế nhưng dù có chọn ra những thủ môn còn chơi bóng hay không thì cũng thật trớ trêu là chẳng có ai đến từ Trung Quốc, còn Đông Nam Á thì lại góp mặt đến 5 người. Điều đó thực sự là vô lý vì từ xưa đến nay Trung Quốc chưa bao giờ thiếu thủ môn giỏi. Để chứng minh cho quan điểm của mình, cây viết của tờ Sohu Trung Quốc đã đưa ra lập luận. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, ở danh sách trên có 3 đội tuyển có thứ hạng rất thấp ở bảng xếp hạng FIFA, đó là Philippines thứ hạng 124, Malaysia 154, Singapore 157. Dù sao thì Trung Quốc cũng đang xếp hạng 76 thế giới, chẳng lẽ thủ môn lại không giỏi bằng 3 đội kia, nghe thật không thuyết phục. Hiện nay, Trung Quốc có Zheng Chang, Ian Zuling, Wang Dalei, Liu Danzhu đều không phải dạng vừa và chắc chắn là đủ trình độ để tốt hơn các thủ môn Đông Nam Á. Còn nhớ tại Asian Cup 2015, Wang Dalei đã chơi cực hay để giúp cho Trung Quốc toàn thắng ở vòng đấu bảng. Hay tại vòng loại World Cup 2018, thủ môn Zheng Chang đã chơi cực hay để đưa chúng ta lọt vào vòng đấu cuối cùng. Chừng đó đủ để chứng minh rằng là chúng ta hơn hẳn một vài cái tên trong top 9 kia rồi. Thậm chí nếu không xét đến hiện tại thì trong quá khứ chúng ta cũng có những thủ môn như Li Fu Sheng, Fu Yubin và nhiều thủ môn khác nữa. Họ đều chơi hay tại vòng loại Olympic 1988 hay Asian Cup 1992, thậm chí là lọt vào danh sách Asia All-Star thời điểm đó. Cuối cùng, tờ Sohu kết luận là sở dĩ các thủ môn Trung Quốc không được truyền thông châu Á ngó ngàng tới là vì bởi thành tích kém cỏi của bóng đá nước nhà.
thời điểm hiện tại và chẳng còn có cách nào khác là phải đạt được vé tham dự World Cup để lấy lại thanh danh. Nhìn một cách tổng thể thì các bạn nghĩ những thủ môn Trung Quốc kia liệu có kém hơn thủ môn của các đội tuyển yếu như Philippines, Malaysia hay Singapore hay không? Thôi thì hy vọng rằng là lần này đội tuyển Trung Quốc của chúng ta có thể giành vé tham dự World Cup. Khi đó thì các cầu thủ Trung Quốc sẽ nhận được nhiều sự chú ý, qua đó giúp nâng cao vị thế của họ trong mắt truyền thông quốc tế. Cây viết của tờ Sohu ngậm ngùi kết luận. Cũng liên quan đến thủ thành Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam, thì trong thời gian qua tương lai của Văn Lâm đang đặt dấu hỏi lớn sau khi anh đánh mất vị trí trong giai đoạn đầu mùa giải. Chuyến đi của Văn Lâm càng cho thấy dấu hiệu trở thành hiện thực khi Muang Thong United đã bán hai trụ cột là Sarek Yuen và Addison Pombrak. Theo báo giới thì câu lạc bộ Sài Gòn của V-League đang có ý định chiêu mộ Văn Lâm với giá 1,2 triệu USD, tức là rơi vào khoảng 28 tỷ đồng. Con số này cao gấp đôi so với số tiền mà Muang Thong đã bỏ ra để có được chữ ký của Văn Lâm. Đội bóng Sài Thành đã kết nối với Văn Lâm thông qua người đại diện là Andrei Grusin. Không chỉ vậy, Sài Gòn còn liên hệ với người thân của Văn Lâm để có tác động tâm lý tới cầu thủ này. Tuy nhiên thì Văn Lâm dường như không hào hứng lắm với lời đề nghị của Sài Gòn. Anh đang tập luyện trong môi trường tốt với điều kiện lý tưởng. Kể từ khi chuyển tới Thái Lan, Văn Lâm đã cải thiện rất nhiều điểm yếu về chuyên môn và thủ thành người Việt Kiều vẫn quyết tâm lấy lại vị trí đã mất. Anh không muốn ra đi như kẻ chạy trốn vì thất bại. Nguồn tin cũng cho hay là con số 1,2 triệu USD là để làm giá. Nếu muốn ký hợp đồng với Văn Lâm, câu lạc bộ Sài Gòn hay bất kỳ một đội bóng nào khác phải liên hệ trực tiếp với Muang Thong United. Hiện tại Văn Lâm đang tập luyện ở nhà do giãn cách xã hội của chính phủ Thái Lan. Thủ thành sinh năm 1993 vẫn giữ sự chuyên nghiệp khi hoàn thành các bài tập được ban huấn luyện giao phó. Hình ảnh mới nhất cho thấy là thể hình của Văn Lâm đầy cơ bắp và mạnh mẽ. Chuyên gia dành lời khuyên về trường hợp Công Phượng ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải mới đây cho rằng là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ nên chọn hoặc dùng Phi Sơn hoặc dùng Công Phượng thay vì xếp cả hai trên hàng công. Đánh giá về màn trình diễn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu vừa qua, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng có hai vấn đề khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Trung Hải Sơn thất bại. Một là hàng tiền vệ của câu lạc bộ này chơi không tốt. Hai là câu lạc bộ Sài Gòn đã nghiên cứu rất kỹ và khắc chế được những ngôi sao của đối thủ. Nhìn thế trận, tôi thấy việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua không có gì là bất ngờ. Hai đội đá trong một thế trận cân bằng, họ hiểu nhau và mọi thứ diễn ra theo kiểu 5 ăn 5 thua. Thành phố Hồ Chí Minh không có gì nổi trội hơn, trong khi Sài Gòn đã quá hiểu rõ đối thủ nên chơi một trận rất hợp lý. Nếu xét riêng về từng nhân tố thì rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cầu thủ tên tuổi hơn, nhưng trong một trận đấu đối phương chơi kín kẽ và hiểu quá rõ nhau thì những ngôi sao cũng không thể quyết được vấn đề gì. Cả trận họ cứ loay hoay mà không tìm được giải pháp nào cụ thể. Nhận xét cụ thể hơn, ông Hải cho rằng là tính bất ngờ trong lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn. Hàng tiền vệ của Thành phố Hồ Chí Minh chơi kém, không hợp lý, kể cả cầu thủ hay nhất là Văn Thuận chơi cũng không tốt. Ngoại binh Hàn Quốc Seo Yong-duk chưa thể hiện được gì. Còn tiền vệ người Brazil Montero de Lima có cái chân trái rất dẻo nhưng không hiệu quả, chỉ mang tính biểu diễn thôi, chứ chưa hợp lý và kém thực dụng. Thành phố Hồ Chí Minh tạo nên sự hưng phấn ở mùa giải năm ngoái với nhiều trận đấu máu lửa, nhưng lúc đó là chưa nhiều đội bóng thực sự đánh giá cao họ. Còn bây giờ có lẽ các đối thủ đều nghiên cứu rất kỹ và tổ chức bắt bài. Điều này khiến cho các phương án tấn công của câu lạc bộ này gặp khó thấy rõ. Đánh giá này của chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng tương đồng với phát biểu sau trận đấu của trợ lý Phùng Thanh Phương bên phía Sài Gòn khi cho biết là đội bóng của mình đã chiến thắng nhờ nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ. Lý do để cho chúng tôi giành chiến thắng chỉ có 3 vấn đề cơ bản. Tinh thần cầu thủ của chúng tôi tuyệt vời, toàn đội tuân thủ đúng đấu pháp và ý đồ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Điều cuối cùng là ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ các tình huống cố định của Thành phố Hồ Chí Minh và chiến thắng này có được là nhờ chúng tôi khắc chế được sức mạnh của họ. Một nhân tố được nhiều sự chú ý bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là Công Phượng đã chơi một trận đấu nhạt nhòa và không để lại được dấu ấn rõ nét nào trên hàng công. Chia sẻ về trường hợp của Công Phượng, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đưa ra góc nhìn của mình. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có hai cầu thủ được mọi người quan tâm nhiều nhất, đó là Phi Sơn và Công Phượng. Trước đây chưa có Công Phượng trên sân, tôi thấy Phi Sơn còn phát huy được khả năng của mình, đã hay. Nhưng từ khi có Công Phượng thì Phi Sơn gần như mất hút và sa sút phong độ. Phi Sơn có lẽ cũng muốn thể hiện lắm, nhưng do bóng được dồn cho Công Phượng nhiều hơn nên vai trò của tiền vệ số 10 cũng kém đi. Tôi nghĩ là Thành phố Hồ Chí Minh chỉ nên dùng một trong hai cầu thủ này. Thậm chí, chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn cho rằng sẽ rất khó để đội bóng của huấn luyện viên Trung Hải Sơn
trở thành đối thủ cạnh tranh trước vô địch với Hà Nội ở mùa giải năm nay. Nếu cứ chơi như thế này, Thành phố Hồ Chí Minh khó có thể cạnh tranh được trước vô địch, kể cả khi gặp các đối thủ như Viettel, Quảng Ninh cũng khó khăn chứ không dễ để giành chiến thắng. Nói về trận đấu ở vòng này của Hà Nội, họ và Hà Tĩnh đều chơi cố gắng. Cuộc đấu này không có gì lấn cấn cả, dù họ có hỗ trợ nhau để thành lập đội bóng. Đây là một trận đấu sòng phẳng và thành công của Hà Tĩnh. Hà Nội không thể giành 3 điểm dù dẫn trước vì đối thủ của họ có đấu pháp hợp lý và lợi thế tinh thần lớn từ khán giả nhà. Nhìn chung với thể thức năm nay, các trận đấu tới đây của V-League 2020 sẽ diễn ra căng thẳng và quyết liệt bởi mọi thứ sẽ được phân loại ngay sau lượt đi. Các đội sẽ phải tung hết sức, trong khi trình độ và khoảng cách hiện tại cũng chưa phải là quá lớn. Vị trí trên bảng xếp hạng sẽ còn có nhiều xáo trộn, nhưng tôi tin là Hà Nội vẫn sẽ là đối thủ mạnh so với phần còn lại, và nếu họ cứ đá chắc chân thì thật khó để có thể lật đổ được họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.